Xin được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6 với những thông tin đáng chú ý sau đây. U20 Indonesia thảm bại tại Pháp, cổ động viên tức giận. Huấn luyện viên U19 Việt Nam chỉ rõ nguyên nhân thất bại trước Trung Quốc. FIFA hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với tuyển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, như đã chuyển đến các bạn thì tối ngày hôm qua mùng 4 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua 0-1 trước U19 chủ nhà Trung Quốc ở trận ra quân giải giao hữu U19 quốc tế 2024 diễn ra tại Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo tinh thần là tạo ra cơ hội cọ sát cho nhiều cầu thủ trẻ, huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam, ông Hứa Hiển Vinh đã tung đội hình xuất phát với độ tuổi trung bình là khá thấp, với 2/3 các cầu thủ sinh năm 2006, 2007. Trong đó, hai cầu thủ Việt Nam được truyền thông Trung Quốc quan tâm là Nguyễn Công Phương, đội trưởng, và Lê Đình Đông Vũ được trao cơ hội đá chính. Phần lớn các cầu thủ của chúng ta đều chưa có cơ hội chi chiến nhiều tại sân chơi quốc tế, do đó mà họ không thể tránh khỏi vấn đề về mặt tâm lý ở trận đầu tiên vốn là luôn khó khăn, đặc biệt còn phải chơi bóng dưới áp lực bởi là đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ cho đội chủ nhà Trung Quốc. Có thể thấy là khi không có được sự tự tin cao nhất, các tình huống xử lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam là có phần vội vàng, chưa đạt độ chính xác cần thiết. Những đường truyền sai xuất hiện là khá nhiều, là một phần nguyên nhân khiến U19 Việt Nam không thể tạo ra các tình huống phối hợp bài bản. Bên cạnh đó thì sự chênh lệch khá lớn về mặt thể hình khiến U19 Việt Nam gặp khó khăn trong việc cầm bóng. Những cầu thủ Trung Quốc có thể lực và thể hình tốt hơn đã lấn lướt trong các pha tranh chấp từ đôi. Với việc cầm trịch tốt tuyến giữa, các cầu thủ chủ nhà tấn công nắm sự chủ động trong việc lựa chọn phương án tiếp cận không thành của U19 Việt Nam. Trung Quốc cho thấy sự đa dạng trong cách tổ chức tấn công từ trung lộ cho đến hai hành lang cánh. Phía ngược lại, đội bóng của ông Hứa Hiển Vinh lại tỏ ra bế tắc và ít khi đưa được bóng đến gần vòng cấm của đối phương bằng những pha bàn bật ở cự ly ngắn và trung bình. Bên cạnh đó thì hàng phòng ngự cũng là vấn đề lớn của U19 Việt Nam. Huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh có lẽ cần phải cải thiện điều này trước khi U19 Việt Nam đối đầu đội được đánh giá là mạnh nhất, đó là U19 Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 6. Sau trận đấu ngày hôm qua, chia sẻ trong phòng họp báo, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh cho biết: "Chúng tôi chơi hơi chậm trong hiệp 1 nhưng sau đó đã tăng tốc. Trong hiệp 2 chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không tận dụng được. Tôi nghĩ là chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở trận tiếp theo để có kết quả tốt. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được vì thể hình của cầu thủ Việt Nam nhỏ con hơn so với cầu thủ Trung Quốc. Chúng tôi tạo ra vài cơ hội tuyệt vời trong hiệp 2 nhưng đội Trung Quốc vẫn đứng vững. Những trận tới toàn đội cần tập luyện để chuyển hóa cơ hội một cách tốt hơn. Chúng tôi không muốn nhấn mạnh điều này nhưng đó là sự thật. Đó là một vấn đề về di chuyển. Trên thực tế chúng tôi cần nghiên cứu vấn đề này một cách nghiêm túc. Và các tuyển trạch viên trong nước của chúng tôi thực sự đang cố gắng tìm kiếm một thế hệ cầu thủ mới có thể hình tốt hơn. Điều tôi muốn nói ở đây là vấn đề này không phải giải quyết được ngày 1, ngày 2. Nó cần sự nỗ lực của nhiều thế hệ. Đối với tôi bây giờ chỉ có thể tập trung vào thế hệ cầu thủ này và bù đắp điều này bằng cách đào tạo tốt hơn." Cuối cùng, ông Vinh dành lời khen ngợi cho đội chủ nhà U19 Trung Quốc: "Tôi nghĩ đội Trung Quốc đã chơi tốt ở trận này, cố gắng kiểm soát bóng và thế trận, đồng thời sử dụng lối chơi hiệu quả hơn để đối đầu với chúng tôi. Họ đang tiến bộ." Các bạn thân mến, trong khi Việt Nam để thua Trung Quốc thì cũng vào tối muộn ngày hôm qua, mùng 4 tháng 6, U20 Indonesia bước vào cuộc so tài với đại diện từ châu Âu là Ukraine thuộc khuôn khổ lượt trận mở màn Tourlon Cup 2024 diễn ra tại Pháp. Lực lượng của Ukraine chủ yếu là các cầu thủ thuộc đội tuyển Olympic và đội tuyển U23. Dù vậy, trước thềm trận đấu, huấn luyện viên U20 Indonesia, ông Indra Syafri khẳng định đội bóng trẻ Indonesia vẫn sẽ tích cực chuẩn bị và tập trung đối đầu. Đáng tiếc, nỗ lực của Indonesia xuyên suốt trận đấu là bất thành trước sức mạnh vượt trội của Ukraine, đại diện đến từ châu Âu. Cụ thể, ngay ở phút đầu tiên, Ukraine đã tạo ra thế trận tấn công áp đảo và sớm có được lợi thế dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số. Ngay ở phút thứ 8, cầu thủ ghi bàn Sichak.
Bị thủng lưới sớm, U20 Indonesia nỗ lực phản công. Tuy nhiên, những cú sút của Kaká hay là Doni đều không mang lại hiệu quả. Trong khi đó, Ukraine tấn công mạnh mẽ và có được bàn thắng nhân đôi cách biệt vào phút 30. Thủ môn bên phía U20 Indonesia đã không thể cản phá cú sút hiểm hóc của cầu thủ Mikola bên phía Ukraine. Sang hiệp 2, Indonesia tỏ ra tự tin hơn khi nỗ lực gây sức ép cho đối thủ. Nhờ vậy mà họ có được một số cơ hội ngon ăn, nhất là pha bóng mà Hidayat. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ bên phía Ukraine. Khi chưa kịp có bàn thắng sút ngắn cách biệt, U20 Indonesia lại để thủng lưới một lần nữa ở phút 59. Lần này là Oleg Fodo đánh đầu đưa bóng vào lưới Indonesia sau đường chuyền của đồng đội. Những phút cuối trận không có thêm bàn nào được ghi, chung cuộc Indonesia thua đậm 0-3 trước Ukraine. Ở cặp đấu cùng bảng B với Indonesia, Italia giành thắng lợi kịch tính 4-3 trước Nhật Bản. Với kết quả này, Ukraine tạm thời đứng đầu bảng B với 3 điểm. Theo sau là Ý cũng với 3 điểm nhưng kém về chỉ số phụ. Các vị trí 3, 4, 5 lần lượt thuộc về Panama, Nhật Bản và cuối cùng là Indonesia. Theo hãng truyền thông Bola, ngày hôm nay cho biết nhiều cổ động viên của Indonesia đã có phản ứng khá gay gắt sau thất bại của đội nhà. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng với lực lượng hiện tại, U20 Indonesia sẽ không thể mơ đến tấm vé dự U20 World Cup, thậm chí còn gặp khó ở vòng loại U20 châu Á 2025. Sau đó thì trang này đã trích lại một số bình luận của người hâm mộ tại Indonesia như sau. Tốt hơn là U20 Indonesia nên xem lại mục tiêu của mình và suy nghĩ về vị trí huấn luyện viên. Đội hình này không thể mơ đến U20 World Cup, ngay cả vòng loại U20 châu Á chắc chắn cũng là mục tiêu rất khó khăn. Đáng lẽ chúng ta đã thua 0-10 nếu đối thủ dứt điểm tốt hơn. Đội U20 Indonesia hiện tại đang thi đấu rất tệ. Tỷ số chỉ là một phần của vấn đề, điều quan trọng hơn là cách chơi. Thưa ông Erik Thohir, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, đã đến lúc để cho Liên đoàn tìm kiếm một vị huấn luyện viên khác dẫn dắt đội tuyển U20. Bên cạnh đó, một số trang báo ở Indonesia cũng trích lại phát biểu của ông Indra Syafri sau trận. Nhà cầm quân này thừa nhận U20 Indonesia tồn tại nhiều hạn chế dẫn đến việc thi đấu lép vế hoàn toàn và chịu thua đậm. Chúng tôi là đội trẻ nhất ở giải đấu này. Các cầu thủ đa phần là mới chỉ 17-18 tuổi. Chúng tôi muốn họ tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải tiếp theo. Chúng tôi mới bổ sung vài cầu thủ nhưng họ chưa thể tập luyện cùng toàn đội suốt quãng thời gian trước đó. FIFA hy vọng Việt Nam tạo nên điều kỳ diệu. Các bạn thân mến, trang chủ FIFA mới đây có cuộc trò chuyện với thủ thành Nguyễn Philip, trong đó thì đề cập đến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Cụ thể, FIFA viết: vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á đang bước vào giai đoạn quyết định. Hy vọng đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn chưa bị dập tắt, nhưng họ sẽ phải chiến đấu ở hai trận còn lại với mục tiêu vượt qua Philippines và Iraq lần lượt vào các ngày 6 và 11 tháng 6 để hy vọng tiến lên từ vị trí thứ 3 của bảng F. Như các bạn đã biết, thời điểm này, ở bảng F, ngoại trừ Iraq có 12 điểm sau 4 trận đã chắc suất đi tiếp thì cả 3 đội còn lại là Indonesia 7 điểm, Việt Nam 3 điểm, Philippines 1 điểm đều còn có cơ hội. Chia sẻ với FIFA, thủ thành Nguyễn Philip cho rằng thật không may khi tuyển Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết, song toàn đội sẽ cố gắng hết sức để kiếm được 6 điểm. Còn hai trận đấu phía trước và cơ hội vẫn còn với chúng tôi, tuy nhiên điều đó sẽ thực sự là khó khăn khi chúng tôi sẽ tiếp Philippines và làm khách trên sân của Iraq. Thủ môn số 1 của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ: thay đổi lớn nhất ở tuyển Việt Nam trước trận tái đấu với Philippines và Iraq là vị trí huấn luyện viên trưởng. Khi việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng 2 năm với huấn luyện viên Kim Sang Sik để thế chỗ huấn luyện viên Philippe Djoudjé rút lui hồi tháng 3. Theo Nguyễn Philip, thời gian sẽ giúp cho ông Kim Sang Sik bộc lộ hết năng lực và anh tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ trở lại đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc. Trở lại với hai lượt trận cuối bảng F, Nguyễn Philip cho rằng điều quan trọng là tập trung vào từng trận đấu và bản thân mỗi cầu thủ Việt Nam cần phải cố gắng phát huy hết khả năng của mình trong 90 phút. Mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều có ước mơ được chơi tại World Cup vì đây là sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Thật không thể tin được nếu với tình thế hiện nay, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có thể dự World Cup. Đó sẽ là một thành tích tuyệt vời, Nguyễn Philip chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video.
Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.